Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tây Suýt Cuộc Sống Nông Thôn Thụy Sĩ. Mọi người ơi, hiện tại thì tầm 7 giờ sáng, bình minh đang ló dạng rồi. Thì cái cảnh Dubai buổi sáng rất là bình yên, rất là đẹp luôn. Cho nên Thi không thể nào bỏ qua, Thi ghi lại hình ảnh này để chia sẻ đến tất cả mọi người. Với lại giờ gia đình Thi đang ngủ đó mọi người. Thì Thi có thể chia sẻ một xíu về cái nơi Thi đang ở luôn ha. Đây là cái cảnh bình minh, thì thấy nó rất là đẹp luôn. Mà buổi sáng thì cũng chưa có xe nhiều đó mọi người, rất là yên bình ha. Thì muốn chia sẻ một xíu buổi sáng ở đây, và sẵn tiện thì Thi cũng sẽ cho mọi người xem một xíu về cái nơi mà Thi đang sống nè, cái căn hộ mà Thi đang thuê á, để mọi người biết thêm đi du lịch ở đây hay thuê khách sạn ở hay là ở căn hộ thì nó tiện lợi hơn ha. Thì đây là cái căn hộ của Thi ở nè, gồm có 4 phòng. Thi á, thì Thi chia ở với bạn của Thi. Bạn của Thi cũng là một gia đình cũng có con nhỏ, và Thi thì ba mẹ con Thi ha. Đây là cái phòng khách này mọi người. Lego bỏ tùm lum, hôm qua mới dắt tụi nhỏ đi chơi mua Lego cho nó đó mọi người. Nó vàng đấy, nó chưa có xây xong. Và đây là cái bàn ăn mọi người, nói chung là cũng ấm áp lắm. Cũng đủ chỗ cho mình ngồi ha. Và cái khu vực này là cái khu vực của ba mẹ con Thi ở, gồm có 2 phòng ngủ nè. Phòng ngủ của Thi thì nó bề bộn, Thi không có quay được tại tùm lum tầng lan đồ á mọi người. Còn phòng ngủ bên kia là của 2 đứa con của Thi, và có một phòng tắm. Nói chung là không có chung chạ nha mọi người, nó riêng biệt rất là thoải mái luôn. Cái khu vực này thì phòng của Thi thì không có toilet ở trong ha, chỉ có toilet ở ngoài. Và cái khu vực này thì có cái phòng này có cái toilet ở trong luôn nè, và có luôn một cái toilet để mình ngồi phòng khách á, thì mình không có tiền chạy vô phòng thì mình đi toilet ở đây ha. Người thấy rất là tiện luôn. Và cái khu vực của đây là của bạn Thi nha, thì chồng nó ở riêng, và một cái phòng này là cho nó với con của nó ở riêng nè. Tụi nó cũng đang ngủ cho nên Thi tắt tiếng Thi view âm lại. Còn đây là cái phòng bếp nha mọi người. Phòng bếp á, thì nó cũng có đầy đủ cho mình, có son, có chén, có máy rửa chén, có bếp, có tủ lạnh, có đồ nướng, có máy nước nấu nước nè, có máy cà phê, nói chung là có máy giặt, có đầy đủ, không thiếu cho mình một cái gì luôn. Mình đi tự túc á thì mình sẽ tự nấu ăn nha mọi người. Mình không thích thì mình ăn ở ngoài, còn mình không, còn mình muốn mà đồ ăn nó rẻ hơn mình tự nấu á, những cái món mình thích thì mình mua đồ gì mình nấu. Nói chung qua đây thì cũng chưa có thời gian nhiều để nấu ăn mọi người. Thì Thi chỉ mua mấy gói mì gói ở nhà, tại đứa con của Thi nó thích ăn mì gói lắm. Thì sẵn tiện bây giờ thì Thi sẽ nấu mì gói Thi ăn, tâm sự với mọi người luôn. Này là ớt Thi mới mua mọi người ơi, thấy ớt thèm quá luôn. Còn đây là xà lách, họ cũng làm sẵn luôn, rửa sạch sẵn luôn rồi. Thì bây giờ Thi nấu nước thôi. Nấu mì tôm thì quá tiện rồi mọi người ơi, tại ở đây thì không có đầy đủ bột nêm rồi cho mình á, mà mình mua nhiều mình không dùng hết thì mình đem rất là bỏ, rất là phí, mà mình đem về thì rất là nặng ha. Cái lò này là họ dùng bằng ga đó mọi người, tại có cái nấm kim châm á cho nên Thi bị nấu nước cho nó chín nha mọi người, chứ bình thường thì đã có sẵn cái nồi điện á, mình bỏ lên là mình bỏ mì tôm vô đây nó chín thôi. Sau khi Thi bắt cái nồi nước đợi nó chín thì Thi đi rửa mặt và bới cái tóc lên cho nó gọn gàng rồi mọi người. Thì nói chung là mình đi qua đây á thì mình đi gia đình mình không, hoặc là cái số người mà mình mong muốn thì mình chỉ gọi trên internet mình tìm và nó hiện ra cái số phòng thôi. Thi thì thích đi chung với bạn Thi, tại ba mẹ con Thi rất buồn. Ông xã của Thi thì ảnh cũng làm việc ở bên đây này mọi người, nhưng mà ảnh ở một cái căn hộ riêng, một cái khách sạn riêng do công ty book ha. Còn Thi thì Thi ở chung với lại bạn của Thi đó. Đây xong rồi đó mọi người, nhưng mà dùng cái tô mì sao nó trắng trắng mọi người ơi, nhìn nó biết hấp dẫn quá, tại cái bột nêm ở đây nó không như cái bột nêm của cái gói mì tôm ở Việt Nam của mình á. Ok cả nhà ơi, thôi mừng cả nhà với Thi nè. Ở ngoài đây á thì nó hơi ồn nha cả nhà, Thi quên đem theo cái microphone á, mà ăn ở trong nhà thì bạn của Thi đang ngủ, con của Thi đang ngủ, Thi sợ nó thức. Ngon lắm nha mọi người ơi, mà Thi không biết cái mì này á, tôi nghĩ nó không giống mì vô Á của mình đâu ở nhà. Nhà tôi biết cái này cái gì không? Nó là biển gì? Đây bên kia là xe lách của Thi á, mà không có đũa mà người, không đủ để ăn. Bữa trước á thì đi du lịch thì quên đem theo đũa mọi người. Ăn mì tôm á là có đũa nó mới ngon, có đủ nó không ngon mọi người ơi. Hút cái nước thử ra. Cái hư
hương vị đó mọi người, nó không có như mì của mình. Mì của mình ăn vô miếng là nó phê luôn mọi người, nó đậm đà mà nó thơm cái mùi mì. Để ăn nó không có thơm cái mùi mì mọi người ơi. Chưa có cái hạt, nó chưa có cây gì, trong đây phải cấp một phát cây vậy em em. Siêu thị ở đây á, thì tạm giữ thị ở gần đây nè, để Thi quay cái video, thêm một cái video về chợ Dubai cho mọi người xem. Thì thấy hả, trái cây rất là nhiều nha cả nhà, trái cây nhiều lắm luôn á. Ở Thụy Sĩ thì Thi thấy trái cây đã nhiều rồi, còn ở đây á, Thi vô cái siêu thị nào hả, trái cây họ dàn ra ở trước là đầu tiên, rất là nhiều luôn. Mà trái cây cũng không có rỉ nha cả nhà.
khi bị đau dạ dày á. Cho nên tôi hẹp cái ăn ớt. Chứ hồi xưa tôi ăn ớt lắm mọi người ơi. Ăn quá đau dạ dày đó. Chắc thì dứt hết cái dĩa rau này quá. Thì là con sâu rau nè. Thì đi tìm nước mắm để thi vẽ, thi vẽ ớt thì ăn cũng bánh tráng mọi người. Mình tìm xem không thấy. Thì vậy thì tranh thủ để thi đi chợ mọi người. Cho nên thi ăn xong rồi thì sẽ đi làm một cái video ở chợ Dubai cho mọi người biết thêm một xíu. Còn tình qua đây thì làm cho nó hết. Trời ơi. Nghe đừng có nói nha, người ta cười đây. Rau quá kìa đâu. Chắc không ai biết đâu. Có cả nhà biết chứ không ai. Đi ăn lẩu rồi ngồi. Tôi không có xin thịt cá rồi đó. Tôi xin rau miếng, xin nó nổi mà mình thấy ngại luôn. Ok mọi người, thì cái video nó cũng dài rồi. Thi cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi ha. Cả nhà thân Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như thẳng những cái comment cực ý cho Thi nha. Và đừng quên theo dõi những cái tập tiếp theo Thi đăng về của bài. Thi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, tạm biệt cả nhà.